còn mấy cũng bán những thằng cá nữa, giật nó luôn. Nó mấy cùi bắp cũng chết. Chạy được đâu. Mở lên mũi. Tôi tính vô cho má mà thấy chậm quá thôi, đúng đi. Em xin chào cả nhà. Tối nay em lên cho cái chị bộ này nha cả nhà, bộ cổ vét. Đẹp quá. Bộ cổ vét bông quần ống đính. Ống đính xuân xuân nha cả chị. Đẹp lắm luôn. Bộ này thì em có từ size 2 đến size 6, bộ này không có size 1 nha cả nhà. Này bữa em bán giá nhiêu ta? 115 hả ta? 115 hay 110 em quên tiêu rồi ta. Chị vào rồi tương tác lên giúp em nha cả nhà ơi. Tối thứ bảy chị nào không có đi chơi thì ở nhà xem live mua đồ nha các chị. Mua đồ đẹp. Bộ này hôm nay bán cho mấy chị giá 110 luôn đi mấy chị. Em không bữa hổm hình như em bán 115 hay gì đó, tay dài là 115. Hôm nay bán cho cái chị đẹp nha, em giá 110 luôn. Quần em đang mặc là dạng như quần ống đứng vậy nè nha cả nhà. Ống đứng xuôi xuôi xuống vậy. Cái nào mua về ủ kem ủ gì thì lấy bộ này. Vào rồi tương tác lên giúp em nha cả nhà, 110 luôn, bán đồng giá cho mấy chế luôn, 110 luôn, chốt không lỗ luôn. Bộ cổ vét. Bộ này như bữa em bán 115 hơn 120 ta, rồi mất tiêu rồi. Em chào chị Thanh Thanh. Bộ em mặc cái chị lên giúp giùm em, mã này là mã đỏ nha cả nhà, đỏ. Size 2 là 55kg đổ lại mặt dừa, size 3 là 60kg, size 4 là 65, size 5 là 70. À, size 6 là 75kg đổ lại, cái chị đẹp nhẹ mặt vừa ha. Đỏ 4 em chốt cho chị Phạm Hương, đỏ 4 em chốt cho chị Thanh Thanh. 110.000 thôi cả nhà, bộ cổ vét rất là đẹp luôn nha cả nhà, bộ cổ vét tay dài. Bộ em là mã đỏ. Bộ này cái chị lên giúp giùm em là mã đỏ nâu. Bộ caro tím giả váy size số 5. Bộ giả váy caro tím size số 5, chị chờ em tí xíu 110 để em coi còn không nha chị ơi. Tại vì em hết hay sao quá chị đẹp ơi. Đậu hết trơn rồi chứ ơi, size 5 em chỉ còn được có như đây nè. Chị ngồi lên nó lại đi. Ờ, hình như là còn á, còn bộ mẫu. Còn chị vỏ tuần vỏ. Em còn được bộ mẫu cho chị nè. Lấy đi chị đã hết đó. Rồi, đây còn được một bộ luôn. Em chốt cho chị nha. Đây. 120.000. Em lấy cho chị luôn nha. Còn một bộ luôn á, còn bộ mẫu chiều em mặc em nhớ rồi. 120. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã đỏ nâu. Ngoài ra size 5 em còn được mã sọc nè, mã đẹp nè, mã đỏ nè, nhí vàng nè, với lại mã da. Chị có muốn lấy thêm bộ nào thì em lấy luôn cho chị nè. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã đỏ nâu nha cả nhà, đỏ nâu. Đỏ nâu em còn được lên với em đỏ nâu nha cả nhà ơi. Đỏ nâu, bộ em mặc nha. Bộ em mặc là bộ cổ vét tay dài quần ống đứng, giá 110.000 luôn. Bộ này bữa em bán 115, 120 vậy đó em mua nè. Bi đen lên với em, bộ này là bộ bi đen cả nhà, bộ tay dài cổ vét nè, rất là đẹp luôn. Cái cổ vét may lên rất là đẹp luôn nha cả nhà. Lên giúp em mã bi đen, bi đen nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã ngọc. Mạng tối nay nó lại bị chậm nữa rồi mấy chị ơi, nó bị đơ đơ nữa rồi. Thiệt tình chứ. Bộ caro tím nữa. Tương tác lên giúp em đi cả nhà mình. Bi đen xe 4 cho chị Thanh Thanh luôn. Lên giúp em mã ngọc đi cả nhà, mã ngọc. Lên giúp em mã ngọc nha cả nhà ơi, ngọc cũng đẹp nữa nè. Lên giúp em mã ngọc hoặc ngọc kèm size giúp em, lên giúp em mã ngọc. Chốt em ngọc nha cả nhà, ngọc kèm size giúp em, chốt em mã ngọc. Không có thấy
Ngọc 4 cho chị Thanh 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 luôn. Có, em lấy cho chị rồi á, chị nghe chiều. Mẹ em chốt cho chị mấy. Rồi, em chốt cho chị luôn rồi, em chốt trên cái nít vỏ tuồng vỏ á. Mạng nó chậm á. Em chốt cho chị rồi, cái bộ caro tím size số 5 đó, em có nha. Còn đúng một bộ cho chị luôn. Lên với em mã này là mã sọc nha cả nhà. Lên với em mã sọc. Quá đẹp luôn nè cả nhà. Chốt em mã sọc. Bộ em mặc giá chỉ có 120.000 ở 110.000 thôi cả nhà ơi, bộ cổ vest tay dài. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã tím. Chốt em mã tím. Chị Mina Bin, chị Mina Bin. Chị Mina Bin là ở đâu chị Mina Bin? Chị ở tỉnh nè, để em biết gửi bao nhiêu. Hiện tại thì em còn có 1 ký à. Hiện tại là em còn 1 ký lạp xưởng truyền thống. Lên giúp em bộ này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã tím à, mã tím. Hồi nãy khách lấy hết 3 ký rồi. Bộ sọc giả váy size số 5 ok chứ Nga Triều. Cái Nga Triều chế vỏ tùng vỏ là một người đó hay buộc vô trong 120.000. Lên giúp em mã này là mã hoa nha. Ủa quên, mã bông nha các chị ơi. Mã này là mã bông giúp em. Lên giúp em mã này là mã bông. Đồ giả váy có. Chị Trúc Phương, giả váy em còn á. Mấy chị muốn xem giả váy em lên giả váy cho. Hết này đi rồi mà lên giả váy. Mình giữ chừng nữa. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã bông nha, mã bông. Rất là đẹp luôn, bộ em mặc là bộ cổ vest, quần ống đứng giá 110.000 một bộ. Lên giúp em mã này là mã họa tiết. Chốt em mã này mã họa tiết đi cả nhà, họa tiết. Rất là đẹp luôn các chị ơi, đẹp lắm luôn á. Lên giúp em mã này là mã họa tiết đi cả nhà, 110.000. Size 2 là 55 kg đổ lại mặt giường. Một bộ nhí xanh số 5 giá 110.000. Một bộ nhí xanh size số 5 là bộ cách tân. Bởi vì nãy giờ em ngờ ngợ nè, em nói ồ em nhớ chị là chị ở cái răng mà. Bữa nay em dời qua 586 bên cái răng rồi. Chứ ở chỗ nào vậy? Em ở bên 586 nè. Nhưng mà của chị chắc giao cũng tầm khoảng 1 ngày hoặc 2 ngày mới tới á. Chắc 1 ngày á, còn một ký hết chứ. Còn đúng một bộ nhí xanh size số 4, hỏi anh size số 5 cho chị luôn, cho chị nghe triều luôn. Alo, nhìn nghe à? Em chốt. Chào chị ạ, chiều em vừa điện đến giúp quần áo em đi ạ. Ừ. Dạ vâng, chiều em tách đơn gửi cho chị mấy kẻ viền eo đen nữa chị nhớ. Còn bra màu đen thì bây giờ đang về cửa hàng rồi ạ. Hàng váy bên đây gửi chị vào miễn phí nhá. Ủa em đâu có đặt váy đâu ta? Mình ở bên đâu? Ờ em bên Sóc Quần Áo em đi ạ. Mình bị lộn rồi chị ơi, em đâu có đặt hàng đâu. Ờ chị có phải là chị tí tiểu mà. Đúng, nhưng mà bữa giờ em không có đặt hàng gì ở bên shop của mình hết á. Mình bị lộn rồi. Dạ vâng. Dạ vâng, em chào chị ạ. Bấm đặt lại, chốt lại. Làm việc có đặt hàng bên shop đó. Chị không có đơn gọi đại, ok thì mới gửi. Rồi, em mặc nha các chị ơi, bộ em mặc là mã đỏ nha, giá 110.000. Mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết. Rồi, vậy là em chốt cho chị Nga Triều 1 ký lạp xưởng luôn. Chị Mina Bin có lấy không? Chị Mina Bin. Còn không thì chị Mina Bin chờ cái đợt sau. Tại vì đợt này em còn được 1 ký đó. Chị Mina Bin có lấy không? Có lấy thì em chốt cho chị. Còn chị không lấy thì em chốt cho chị Nga Triều. Rồi, lên giúp em mã này là mã họa tiết nha cả nhà. Họa tiết. Hẻm 6 đường Phạm Hưng. Đường Phạm Hùng hả? Hẻm 6 đường Phạm Hùng Cái Răng, Cần Thơ. Chờ Cái Răng á. Em chốt cho chị Mina, chị Mina Bin lấy không? Lấy ha. Lấy thì chị chốt thì em nha, em đơn của chị Nga Triều là đợi ngày mốt được không chị Nga Triều? Ngày mai em đặt coi lò có không, nếu mà có kịp thì ngày mốt em trả đơn cho chị.
Còn không thì em gửi cho chị Nga chiều trước. Còn chị của chị Mirabin cần gấp không chị Mirabin? Lên giúp em mã này là mã họa tiết nha cái chị. Đây là trứng tôm bữa hôm mình bán nhiêu rồi nè? 150. 150 mà biết cái bên kia nó bán nhiêu không? 190 ngàn. Một ký là bán 105 mà. Ủa mà nửa ký bán 105 mà một ký thì bán 190. Nhỏ mà bán khô rồi đó. Bán mắc hơn 50 ngàn. Nói chịu coi là nói với con mấy đứa. 150. Bên với em mã bông nha, cả nhà mã bông. Tôm mai quế lộ luôn. Nó nói là lạp xưởng tôm á, bán mắc hơn 50 ngàn. Lên giúp em mã này nha, cả nhà chú em mã này là mã bông. Vậy em nhận đơn của chị, em nhận đơn của chị Nga chiều đi. Còn của chị Minabin á là chiều ngày mai. Chiều ngày mai à, nếu mà có kịp thì em sẽ trả cho chị là chiều ngày mai, còn không ngày mốt nha chị Minabin. Cuối cùng là chị chịu, người ta chỉ hỏi trước mà. Rồi chị kia đợi một tí. À vậy hả, rồi vậy thôi chị Nga chiều chờ giúp em đi. Rồi vậy là em chốt cho chị Mirabin trước một ký lạp xưởng nha. Cái shop này nó tào lao biết làm cái gì trời. Nó không có đơn rồi đó. Tự nhiên cái gọi cho người ta đó nó là không có đặt rồi hả? Bây giờ có đặt hàng đặt gì đâu. Nó không có đơn rồi nó kiếm chuyện. Lên giúp em mã này nha các chị. Nhiều khi á, đang lướt cái bắt đầu mấy cái tin quảng cáo á, cái nào mình bấm vô mình coi thử á, cái xong cái tự động nó chuyển cái tin nhắn qua vậy đó, rồi cái nó nói mình đặt hàng. Chốt em mã này là mã tím nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã tím. Đặt hàng ra cũng có mã rồi. Lên giúp em mã này là mã tím nha các chị, mã tím. Các chị tương tác lên giúp em đi cả nhà, tương tác lên giúp em với cả nhà. Qua lại không ai mua thì vô đi ra đi. Em lên cho cái chị bộ giả váy đi ha. Mấy chị không mua bộ này nữa thì em lên cho cái chị bộ giả váy đi. Giả váy là bộ mà cái cọc nãy chị bung ra. Nào. Nè. Đúng rồi. Thấy cái cọc này nữa. Ủa quên cái đó là giả váy lại rồi. Lộn. Này là cấp tâm. Đúng rồi giả váy. Em chào chị Ngô Thuận. Đúng rồi, bộ cổ bếp đó đẹp lắm đó mà mấy chị không chốt. Vậy thôi em qua. Cái bộ giả bếp đó là có 150, có 110 ngàn à. Mã tím xe số 4 em chốt cho chị Tĩnh Lặng. Ok chị Tĩnh Lặng. Tím nào này nè. Đúng rồi. Cái đơn từ ngày đặt từ ngày mấy nên biết ngoài từ ngày 1 tháng 9. Bữa nay là ngày bao nhiêu? Ngày 23. Bữa nay là ngày 23, 22 ngày mới gọi chút đơn. Chứ không mày đặt không có đồ ngày mai không? Đặt không có đồ bữa nay. Đặt 22 ngày.
không có lấy không, đặt lâu quá quên mua mua cơm lấy từ 22 ngày mà hàng đó là hàng có sẵn chứ đâu phải là hàng hàng live stream trực tiếp, hàng có sẵn đó. Chết đợi ba bông về rồi mới chốt cho mình hay gì. Mấy chị có đi mua đồ ở đâu mà hàng mà live stream trực tiếp mà tới 22 ngày mới gọi chốt đơn không? Mấy chị cái này không phải là em bùng hàng đâu nha, không phải em xả hàng đâu, em không nhớ luôn á mấy chị, em đặt 20 mấy ngày rồi. Hàng sale live trực tiếp vậy nè, cái mình chốt quá xong cuối cùng tới 20 mấy ngày mới gọi chốt đơn. Có lúc đó hết đồ rồi giờ tao bơm về có chốt cả nhà ngươi. Chứ làm gì thì tới hai mấy ngày mới có đơn. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp giùm em ha. Rồi em đặt em mấy chị đặt hàng nhà em là ngày hôm trước hôm sau em gọi chốt đơn cho mấy chị rồi, đặt buổi trưa buổi chiều gọi chốt đơn rồi. Tại đâu mà tới 20 mấy ngày trời ơi sao mà nhớ nổi. Bộ giả váy em đang mặc giá 120 ngàn mấy chị. Bộ em mặc nha, bộ em mặc là bộ giả váy giá 120 ngàn, cả nhà chốt giúp giùm em. Bộ em đang mặc là mã đỏ. Mã đỏ. Đơn của chị Minabin nãy em bấm ra có cái địa chỉ chưa vậy hả? Đó. Cái gì hẻm mấy á. Ghép chung với cái đơn của chị 10 tàu để trong cái lon á. Ngày mai mấy bạn tự lấy để đó nó bay. Điểm 6 đường Phạm Hùng. Cái răng Cần Thơ. Rồi em đang mặc bộ này, cái chị lên giúp em mã đỏ nha. Bộ giỏ váy này siêu đẹp luôn. Em còn số lượng rất là ít. Cái chị đẹp nhà em tranh thủ chốt mấy chị, giá chỉ 120 ngàn thôi. Lên giúp em bộ này là bộ nhí vàng nha các chị ơi. Từ cái nhu cầu mà muốn mua mà tới quên mất cái bộ đồ mình đặt. Lên giúp em mã này là mã nhí vàng nha các chị, mã nhí vàng. Bởi vậy hả, em sợ mua mấy cái trang hàng mà của mấy cái bạn mà màu của mấy cái trang mà mấy bạn mà hot girl hay bán rồi đó mấy chị, hay lên chốt đơn ào 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 vậy đó, nhưng mà cuối cùng không có đơn gì chứ. Em coi cái trang đó cũng kỹ lắm đó, em vô em coi em thấy đăng hình đầu ngày nào cũng có đăng hình mẫu đó chứ, nó mà cuối cùng đặt hàng bó tay luôn. Sếp ơi đi xả chết à. Cô Lê Hằng tối nay định ốp đó cô, nhưng mà buồn quá nên là lên like với mọi người. Vải này là vải thun lỗ, chị Huệ Trần. Thun lỗ nha chị. Nhà em là bây giờ chỉ có thun lỗ là làm tới thôi mấy chế ơi, rất là đẹp. Lên giúp giùm em mã này nha, mã này lên giúp em là mã nhí vàng. Giá chỉ có 120 ngàn thôi, giả váy chưa bao giờ có giá mì như thế này luôn đó. Chị với cái cô tranh thủ đi, rất là đẹp luôn. Nhí vàng 48kg hả, 48kg cho em chiều cao đi chị. Rồi 48kg cho em chiều cao đi. Hiện tại 48kg mà cao 1m55 trở lên là chị mặc size 1. Mà nhí vàng là em hết trơn size 1 rồi. Không, bữa nay có chị hai, cô Lê Hằng ơi, tối có chị hai qua. Ở gần là con qua con chở cô đi chơi luôn đó. Bữa nay không có lên áo bà ba chị, lâu lâu mới mua một lần mà ngày nào cũng vô xem gì đó. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thúy ạ. Cảm ơn chị. Chị Nguyễn Như ơi, chị cho em xin cái chiều cao nha chị đẹp ơi. 48kg cho em chiều cao. Bộ xanh này đẹp nè cả nhà. Bộ xanh này hiện tại em chỉ còn được có size số 1 không à. Hiện tại em còn có size số 1 không à. Rất là đẹp luôn. Lên giúp em ha, mã xanh. Rồi lên giúp em mã này, mã sơn thủy đi cả nhà, sơn thủy. Áo bà ba bên chị mặc đẹp vải mát lắm. Dạ em cảm ơn chị Nhi Phan. Đó, đó vải này nè, vải thun lỗ đó. Bây giờ nhà em là thun lỗ thôi. Thun lỗ cái chị mặc nè, coi giãn 4 chiều nè, họa tiết đẹp nè, không nhăn, không rút, không xù lông và không bị chảy chất vải nữa. Đó, thun lỗ mặc sướng vậy đó. Thun lỗ là hàng nhập ở ngoài, ở ngoài về nha mấy chị ơi, không phải là hàng in ở tại Việt Nam đâu nha. Mã xanh size số 1 cho chị Nguyễn Như. Ok chứ Nguyễn Như. Chị Nguyễn Như cho em xin cái chiều cao kèm theo số điện thoại để em chốt đơn cho chị cho nó chính xác cái size này chị. Nhiều khi 48kg cao 1m50 là phải lên size 2 nha, nên là phải cho em cái chiều cao với lại là cho em số điện thoại luôn. Sơn thủy đi cả nhà, chốt em mã sơn thủy 120.000 cả nhà ơi. Cổ tròn không có nha chị ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Lên giúp em mã này. Giả váy hiện tại em có một mẫu này thôi.
cẩu tròn bán chậm lắm, cẩu tròn khách nhà em không thích lắm, lâu lâu em ra một đơn cho một lô cho có cẩu tròn để em bán cho mấy chị thôi, chứ khách nhà em là vẫn thích những cái cổ vuông hoặc là cổ vuông tim hoặc là những cái cổ khác chứ ít có cổ tròn nữa. Lên giúp em mã này nha cả nhà, chỉ có dài em mới lên cổ tròn cho mấy chị là nhiều thôi. Lên giúp em mã đẹp, chốt em mã đẹp nha. Bà chế Nguyễn Như cuối cùng bà cao bao nhiêu vậy bà chế? Bà cho giùm em cái chiều cao coi, xin cái chiều cao hoài sao không cho vậy. Rồi ngày mai trả lời chị mét 48 em ơi, chị mét 50 em ơi, rồi không vừa rồi không có hàng đỏ lên nha. Lên giúp em mã đẹp nha cả nhà, chốt em mã đẹp. Đã có gì em tư vấn luôn để ngày mai hỏi mấy bạn chốt đơn, mấy bạn không có biết mấy bạn trả lời. Rồi 1m55 đó, trả lời vậy đi cho biết cho ăn là đẹp hay là vừa hay không vừa, em trả lời luôn em chốt. Mã xanh là bầu xanh đó đó, hay xanh lá. Ok 1m55 48kg là size 1. Rồi lên giúp dùm em mã này là mã sọc, chốt em mã sọc nha. Lên với em mã sọc này rất đẹp luôn nè, sọc này em chỉ còn được có size 1. Cái cục đó là size mấy vậy hai? Cuối cùng là size 6, tính ngược lại. Cục kế bên là size 4 hả? Ủa sọc còn size 4 hả? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Vậy là mã sọc em còn được 1, 2, 4. Vậy size 5 mày sử dụng đó kìa, đây đây 1, 2, 4, 6 nha cả nhà ơi. Mã sọc em còn được 1, 2, 4, 6. Các chị đẹp chốt em mã sọc vào. Cái bộ sọc này đẹp lắm nè. Sọc em còn được 1, 2, 4, 6. Bộ lá trắng là bộ nào ta? Đâu có bộ nào bộ lá trắng đâu chứ. Này nè, sọc trắng trắng nè. Có cái bộ này nè, chứ không có bộ lá trắng. Bộ này lên giúp em là mã da. Bộ này cái áo đâu hay? Thì coi nó gớp đâu rồi. Tự nhiên mẫu như sao thì Linh có điện chứ có gì về được. Cái áo đâu? À, như được sao lắm vậy. Biết. Nãy qua nó còn gì, không còn gì về đúng không? Nè đâu có thấy gì nữa đâu. Biết rồi. Lấy cổ khác đi, cổ đó thì bọc máy gì? Rồi cho em bộ mẫu đi. Một. Ủa một cái áo là mất tiêu kìa. Mà giá đẹp nè. Nè không phải. Cái này cái áo chắc cho chị đẹp. Chiều đúng rồi, chiều đẹp đưa chị đúng không? Ừ. Nó bị xúc cái chữ. Vải thun lỗ, chị Quân Lê ơi thun lỗ. Lên với em mã này là mã da. Mã da nha cả nhà, mã da 120.000 một bộ. Quần giả váy rất là đẹp luôn. Lên với em mã này là mã da, em đang mặc là mã đỏ. Cái kiểu này đẹp lắm nè cả nhà, em còn được có tầm khoảng hai mấy bộ à, mấy ba chục bộ à, các chị đẹp nha em chốt đi, cái bộ này em hết rồi, giả váy đợt này lô này về ít. Bán cũng gần hết rồi. Lên giúp em mã này là mã da nha, mã da. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da, em đang mặc là mã đỏ nha các chị. Em đang mặc là mã đỏ. Bộ này hả chị? Bộ này là mã sơn thủy. Bộ này là mã sơn thủy, cái này nó là cái bông. Cái này ngoài cái chị nhìn nó sẽ là cái bông nha. Lên giúp em mã này là mã sơn thủy. Đỏ 4 em chốt cho chị Trần Hào hả? Em hết trơn đỏ 4 rồi chứ ơi. Đỏ em còn được 1, 2, 3, 5. Đỏ em còn được 1, 2, 3, 5. Chị Trần Hào em hết trơn 4 rồi. Mã da cao 1m6 nặng 60kg da 3 em chốt cho chế Trúc Phương. Ok chế Trúc Phương. Lên với em mã này sơn thủy. Lấy sơn thủy đi chị, sơn thủy đẹp nè. Để em mặc sơn thủy cho mấy chị coi ha. Đỏ hiện tại là em còn được 1, 2, 3, 5 nha. Đỏ hiện tại còn 1, 2, 3, 5. Ôi, không phải lỗi tao nha. Mình số 4, mình tay cộng với số 3. Sơn thủy 2 em chốt cho chị Huệ Trần. Ok chị Huệ Trần là em hết sơn thủy 2 nè. Đây mã này là mã sơn thủy thôi chị, 120.000 một bộ chị Trinh Hoa ơi.
Sơn Thủy 2. Rồi chị Huệ Trần có rồi nha, em có số điện thoại của chị rồi, chị khỏi cho lại nữa. Chị lên mã số với số ký được rồi. 53 ký, cao 1m55 trở lên là mặt size 2 nha. Còn bình thường, nếu như mà bình thường mấy chị mặc bên em size 3 thì cái chị chốt size 3. Cái form này là form bình thường, không có lên xuống size gì hết. Gửi về địa chỉ cũ khỏi gọi, ok chứ Trúc Phương. Nốt dùm em đơn của chị Trúc Phương đi đơn luôn ha. Đơn của chị Trúc Phương mới có bộ Sơn Thủy ha, bộ mã gì đó, mã trang, mã da. Nghĩ thì Trúc Phương, người ta nghĩ thì Trúc Phương thì nói Trúc Phương. Người ta đặt dán tắt về. Okay. Lên với em mã Sơn Thủy thì cả nhà mã Sơn Thủy. Đi đơn luôn. Chốt em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này. Mã xanh chị nào size 1 chốt mã xanh này đi, mã xanh này đẹp nè. Xanh này em còn được size số 1 không ạ? À? Đây, cái nhí vàng, các chị chốt nhí vàng đi, nhí vàng này mặt rất là trắng nè. Bộ đó có số 1 không? Bộ đó là bộ nào chứ Nguyễn Như ơi? Mã đồ, lên giúp em mã đồ, đừng có hỏi em bộ đó, em không biết bộ đó là bộ nào hay là bộ đỏ. Bộ đỏ thì có size 1. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã nhí vàng, chị phải cho em cái mã đồ chứ đừng có hỏi em như vậy, em không biết. Rồi lên giúp em mã nhí bộ vàng nha. Bộ đó là bộ đỏ, chị coi dấu ơi. Bộ đó. Dấu sắc. Dấu sắc thì không biết bộ đó là bộ nào. Sơn Thủy là em có size 1 hay là chị hỏi em mã Sơn Thủy. Đây cái bộ nhí vàng rất là đẹp luôn nè. Nhí vàng em còn được size số 1. Size số 4, size số 5. Số 6 còn không ta? Số 6 còn ha. Số 6 luôn. 1 2 4 5 6. Ờ còn được 2 4 5 6. Rồi số đó nhí vàng còn bộ. Nhí vàng em còn được 2 4 5 6. Đỏ 3 cho chế Trần Hèo. Xe 3 là 60kg đổ lại thôi nha, chế Trần Hèo 60-61kg đổ lại thôi nha. Ủa sao sắp nghe gì dễ nhìn hơn sắp vậy mà sao quá sắp vậy. Sắp nghe gì thì còn ít thì chị sắp nghe. Sắp vậy nè, sắp nghe cũng dễ vậy, tôi nhìn cứ vậy dễ. Tại tôi đang sắp vậy tôi bắt trước thôi. Chốt giúp em mã này nha mấy chị, lên giúp em mã nhí vàng. Nhí vàng em còn được size 2, size 4, size 5 và size 6. Lên giúp em mã nhí vàng, bộ này đẹp nè cả nhà. Kiểu này đơn giản thôi nhưng mà cái chị mặc rất là đẹp, dễ thương. Lên giúp em mã nhí vàng. Rồi chốt em mã sọc. Mã sọc là quá đẹp luôn nha các chị. Sọc em còn được 1, 3, 1, 4, 2 còn không ai? Đặt cái cục size 2 lên giùm em coi. 1, 2, 4 6. Mã sọc em còn được 1, 2, 4, 6. Không có thấy cái bình luận luôn á mấy chị, bình luận nó nổi lên quá chậm luôn. Em chào chị Trinh Hoa, rồi lên với em mã sọc đi cả nhà. Mã sọc em còn được size 1, size 2, size 4, size 6 nha, 1, 2, 4, 6. Mã sọc đẹp quá, rồi lên giúp em mã này luôn. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Mã đẹp. Rồi em hết nha, em hết giả váy rồi đó. Mã đẹp này mặt rất là trắng da luôn. Coi gì vậy? 55, 65 chị đang xem. Đi chơi hết rồi. Chốt em mã này là mã đẹp đi cả nhà, mã đẹp. Rồi hết mấy chị. Biết là cái gì? Là không biết gì? Lên gì cho mấy chị nữa. Đồ thì còn nhiều mà cái nào cũng lên rồi chứ. Mấy chị muốn mua gì comment mấy chị ơi, giờ bán rồi có không ai mua chứ. Buồn ngủ quá. Không có thấy bình luận luôn. Bộ em mặc mã sọc size số 5 hết trơn rồi, chế hoa lê. Cho em cái cọc size số 5 thôi ha. Mã đẹp chị Như Nguyễn Như, mã đẹp 1 cho chị Nguyễn Như. Sọc 5 hết trơn rồi chị Hoa Lê ơi. Size số 5 á là em còn mã đẹp
mã đỏ, nhí vàng, xe 1 với lại là mã sọc trắng. Ủa anh, mã da chứ, mã da, mã nhí vàng, mã đỏ với lại là mã đẹp. Mã sọc em hết trơn rồi, sọc em còn size 6 chứ đẹp ơi. Quá đẹp luôn. Lấy bộ nhí vàng với bộ đỏ đi chị, bộ đẹp cũng đẹp nữa, nói chung là bộ nào cũng đẹp trơn á. Latin em còn, nhưng mà Latin em đã đăng mẫu hết rồi đó. Mấy chị muốn mua nhanh thì mấy chị vào, mấy chị coi mẫu đi mấy chị cho nó lẹ. Đợi lên nó lâu lắm, tại vì cái đó nó rất là nhiều. Sọc 5 em hết rồi cả nhà, sau số 5 em còn có mã da, mã nhí vàng, mã đỏ với mã đẹp thôi. Sọc 4 em còn, chị Hoa Lê, vậy em lấy cho chị bộ sọc 4 nha. Sọc 4 cho chị Hoa Lê. 120.000 một bộ, 120.000 một bộ giả váy. Chị Hoa Lê số 4 chị không? Giả váy là 120.000. Giá gì vậy? Đấy, hồi đây. Nào? Mã da size số 5 cho chị Hoa Lê. Đây mã đỏ nè chị ơi, mã đỏ đẹp lắm. Mã đỏ rất là đẹp. Đỏ em chỉ còn được có 1-2 năm thôi. Đỏ em chỉ còn có 1-2 năm thôi. Cái chị đẹp chốt đi, cái mã đỏ đẹp lắm. Năm còn có 1 bộ luôn á. 2 còn 1 bộ, đỏ còn ở bên 1 còn được 2 bộ. Mã da em mới vừa mặc, em cởi ra đó chị. Ủa mã da mới mặc mà đúng không? Nãy giờ có mặc mã da không? Không biết. Biết rồi, nói gì? Mã đẹp, mã da nè. Mã da chưa mặc hay gì á, biết. Không có lộn đồ chưa mặc á. Vậy hả? Nè, vậy có rồi. Em nhớ em mới mặc cái mã da mà ta. Rồi. Đây là mã đỏ. Đỏ hai em chốt cho chị Ngô Tâm. Giờ em vô lên cho mấy chị coi thôi ha, mở mặt lại đây. Nhớ mới mặc mà. Mặc rồi, rồi miếng lộn nằm đó. Đây là mã da nha chị ơi. Mã đỏ size số 1 em chốt cho chị Nguyễn Như. Đây mã da. Một trăm hai mươi nghìn một bộ. Sọc 6 cho chị Trần Thị Ba. Ok chị Trần Thị Ba. Đợi em hết sọc 6 rồi. Ừ, còn cái bộ caro tím là số 6 kìa ha. Cái mẫu này em. Bởi vậy em nhớ còn thiếu thiếu cái gì. Em còn bộ caro tím là số 6 nữa nè cả nhà. 70-75kg mặt vừa. Caro tím. Caro tím quá đẹp luôn. Ngày mai chị nào nhận được cái bộ giả váy này nhớ phản hồi giùm em nha. Đẹp quá đẹp. Mã đỏ size số 5 cho chị, à, chị Trần Thị Ba là size 5 đúng không? Bình thường là chị mặc size 5 đúng không? Năm hay là 6 vậy chị Trần Thị Ba? Mã đỏ em chỉ còn có size 1 với size 5 mà. Chị lấy size mấy vậy? Lên với em mã này, mã caro tím nha cả nhà. Nguyễn caro tím đúng không? Đúng rồi, chị Nguyễn Như là size 1. Chị Nguyễn Như nhớ lên kèm cái size giúp em nha chị. Mã đồ kèm size giúp em. Lên với em mã caro tím nha. Đỏ 5 cho chị Trần Thị Ba. Ok rồi, em hết đỏ 5 nha cả nhà. Chị nào size số 6 lấy caro tím luôn đi mấy chị. Cái bộ này đẹp lắm. Cái màu caro nó ở ngoài nó rất là đẹp nha. Ở ngoài cái chị nhìn là cái chị sẽ ưng mắt liền. Rồi đó, em hết giỏ váy rồi đó. Bây giờ em sẽ lên bà ba cách tân cho mấy chị nha. Lên áo cách tân nha mấy chị. Áo cách tân tay le cổ nữ hoàng đi. Cái lô đó đẹp. Caro tím em hết size của chị rồi. Chị Huệ Trần. Chị Trần thì ba đỏ 5 em lấy cho chị rồi đó. Còn cái bộ kia thì chị lấy là đỏ là size số 6 nha. Sọc 6, đỏ 5. Đỏ 5 nào. 60kg cao mét 6 mặt size 3 chị Gia Minh.
C3 hình như em còn được có mấy bộ à. C3 hình như còn được có 3 họa tiết, 2-3 họa tiết gì. C3 đó. Chị Yên Lê giả váy. Đây giả váy, giả váy nãy giờ em like rồi đó, mấy chị muốn lên tiếp nữa thì lên tiếp. Để em mặc mã đẹp cho mấy chị coi. Mấy bộ kia nãy em mặc rồi, giờ mặc lại tiếp nha. C3 là cục nào vậy hả? Cho em bộ C1, bộ mã đẹp thôi, C2 còn không? Rồi thấy thôi. Mã đẹp em còn được C2, C3, C4, C5 và C6. Cái mã đẹp này là cái màu của nó ngoài giống như màu da vậy đó mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Cái bộ này nè. Nói chung á là hàng chốt thun lỗ á, các chị nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trên line nha cả nhà. Ở trên line nó không có đẹp bằng ở ngoài. Em có áo bà ba không em? Áo bà ba thì em có rất là nhiều chị ơi, nhưng mà bà ba lô mới thì chưa có, bây giờ nó còn lẻ size không à, nên là tối nay em sẽ không có lên bà ba. Hiện tại là em chỉ có một cái lô cấp tân cho mấy chị, là cái lô đó mới về thì em sẽ lên cái lô đó thôi, còn bà ba truyền thống của mình đó là em chưa có lô mới. Nó chỉ có lô hàng sale bữa giờ em sale cho mấy chị mà nó chưa có hết, nó còn được một vài bông đó. Nó còn lẻ lẻ không à. Lên giúp em mã em đang mặc là mã đẹp nha cả nhà, đẹp hai cho chị Ngô Tâm. Chị Yên Lê hỏi em là mã da với mã gì vậy chị? Mã da với mã gì vậy? Đây, em đọc không được. Em đọc không có ra. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã sơn thủy nè. Sơn thủy em còn được size 1. Size 3. 134, 134. Sơn thủy còn được có 134 rồi. Sao quá nhìn không tới. Rồi sơn thủy em còn được 134, cả nhà chốt em mã sơn thủy nha. Đẹp xuất sắc, sơn thủy. Sơn thủy em còn được 134. Đỏ là em còn duy nhất xe số 1. Đỏ em còn duy nhất xe số 1. Chốt em mã đỏ. Nhí vàng, cái bộ nhí vàng này đẹp nè. Nhí vàng em còn được size 2, size 5 và size 6. Em coi phải không? 256. Chị muốn lên bà mua bà ba hay là chị muốn mua áo cách tân? Áo cách tân thì em có chứ bà ba em không có lên nha chị Dương Phượng. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Nhí vàng, nhí vàng em còn được size 2, size 4 và size 6. 246 nha. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã da. Chú em mã da nha các chị, mã da. Da em còn được 1, 2, 3, 5, 6 cho mã da. Chú em mã này mã da nha cả nhà, mã da. Caro tím còn được duy nhất xe số 6. Caro tím. Nhí vàng 4, nhí vàng 4 cho chị Trang nhẹ. Là em hết. À còn một. Mã da em còn xe 4 nữa nha. Mã da em còn size số 4 luôn. Nhí vàng là em còn được size 5 luôn. Nhí vàng hiện tại em còn được 256, 2456. Hết 3 rồi chứ ơi. Nhí vàng 4 cho chị Trang Nhã. Nhí vàng với caro tím size số 6 cho cô nghe. Nhí vàng 4 cho chị Diễm Trần Thị. Nhí vàng 3 em hết nha chị Gia Minh ơi. Nhí vàng hiện tại bây giờ em còn 2 với 5. Nhí vàng hiện tại em bây giờ em còn được xe 2 với xe 5. Rồi caro tím. Caro tím hiện tại em còn được một bộ xe số 6. Nhí vàng 4 có chết kìa.
đằng kia bộ nữa chị. Lên giúp em mã này là mã sọc cả nhà. Sọc em còn được 1, 2, 4. Mã sọc này em còn được 1, 2, 4. Cái mã sọc này rất đẹp, size 6 còn mã sọc không hay. Còn luôn, rồi 1, 2, 4, 6 nha cả nhà ơi. 1, 2, 4, 6 mã sọc. Mã đẹp 2 đâu, thấy qua đây. Đẹp 2 em đang mặc nè. Em còn được size, mã sọc em còn được 1, 2, 4, 6 cả nhà chốt giúp dùm em. Bộ này rất là đẹp luôn nha. Bộ em đang mặc là mã đẹp size số 3 em còn đó chị. Size số 3 em còn được sơn thủy đẹp với lại là mã da. Em còn được 3 họa tiết đó chị Dâm Minh. Chị lấy bộ em mặc đi, bộ em mặc mặc trắng da lắm nè. Cái bộ này nó dễ nhận lắm. Cái màu ở ngoài nó là màu da chị, rất là đẹp. Lên giúp em mã này là mã sọc nha. Sọc em còn được 1, 2, 4, 6. Mã sọc này đẹp nè cả nhà. Rồi xong cái này em sẽ lên cho mấy chị, em sẽ lên cho cả nhà mình bộ cắt tân quần ống nhỏ. Hồi xưa chị nào chưa có xem được thì các chị xem lại bộ cắt tân nha. Rồi mã xanh này là em còn được duy nhất size số 1, 50kg đổ lại mặt vừa. Chốt em mã xanh. Em đang mặc là mã đẹp chị Gia Minh. Em đang mặc là mã đẹp. Rồi em hết nha cả nhà. Hết rồi đó, size 5 là em còn được có 2 họa tiết này là mã đẹp với lại là mã nhí vàng nữa. Quần đen bà ba ngày mai chị có đơn thì nói với bạn chốt đơn lấy giùm em đi chị. Nào mình có đơn thì nói với mấy bạn chốt đơn lấy giùm em. Đẹp ba em chốt cho chị Gia Minh. Quần đen bà ba thì hiện tại em còn size 1, size 2 và size 3. Size 3 thì chị nào mặc áo, size 4, size 5, size 6 thì chị mặc cũng vừa nha. Thật mà em mai size 3, em không mai size khác nữa mấy chị khỏi chê rộng. Rồi em lên cho cả nhà mình cái bộ này. Bộ này là bộ cách tân ha, 110 ngàn một bộ. Giỏ váy thì 120, còn bộ cách tân này là 110. Không lỗ luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này mã bông vàng. Dạ đơn của cô Nga Trần đi đơn luôn nha. Đó chị mang 2 bộ size 6 chị mới chốt. Caro tím với miếng vàng đi đơn luôn. Rồi bộ này đi cả nhà, bộ bông vàng nha cả nhà. Bộ này em có từ size 1 đến size 6 cho các chị luôn nha. Size 1 là 50kg đổ lại mặt dừa. Size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4 là 65, size 5 là 70 và size 6 là 70-75kg đổ lại mặt dừa tùy chiều cao. Lên với em bộ em đang mặc cả nhà chốt giúp dùm em. Mã này là mã bông vàng, 110.000 bộ cách tân, rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ nhí hồng. Nó giống như cái bộ nhí vàng của giả váy cả nhà ha, nhưng mà bên đây em lên nhí hồng để cho phân biệt hai mẫu. Rồi lên giúp dùm em bộ nhí hồng 110.000. Chốt em nhí hồng. Phải không? Đúng. Này em còn được có hai mấy ba chục bộ nữa hả mấy chị, gần hết rồi. Dạ, chị Trinh Hoa đúng rồi, cái bộ sọc, cái bộ xanh đó đẹp lắm. Lên giúp em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Chốt em mã này là mã đẹp, 110.000 một bộ. Mã đẹp. Chốt em mã đẹp. Bông vàng size số 3, size số 3 đâu ha. Không, cái bộ nó cái lô khác. Kì vậy, cái bông vàng chị nhét nó vô trong rồi kìa. Ôi, chắc chị tùm lên hết tên rồi. Cái khác, cái lô chung cái lô đó đúng rồi. Lôi cái cọc đó ra, cái cọc đó là cái mẫu cách tân đó, cái cọc dưới luôn. 4 nè. Cái 3 đây. 3 nè. 3 còn có nhiêu đó hả? Chưa biết, chưa chọn hết nè. 4 nè. 6 nè. 3 là cọc trước, cọc sau đó đúng không? Ừ. Rồi, bông vàng size số 3 em chốt cho chị còn nhìn đi còn nữa không? Nga hồng hết rồi đó, có nhiêu đó đó. Đẹp 2 cho chị Ngô Tâm, bộ cách tân. Bông vàng size số 2.
còn được một bộ cho chế danh dương. Bộ dạ váy mã đẹp size số 1 em hết rồi chế Lê Thanh Tự ơi. Đẹp hết 1, hết 2 luôn rồi, hết 3 luôn. Đẹp bây giờ em à, còn 3, đẹp còn em 3. Chỉ còn được 3, 4, 5, 6 thôi. Đẹp em chỉ còn 3, 4, 5, 6 thôi chị. Bông vàng size số 5 cho chị Điểm Tèo. Ok chứ Điểm Tèo. Chị Ngô Tâm là lấy đẹp 2 là cái bộ cách tân luôn hả chị, 110 luôn nha. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Lên với em bộ này, bộ bi hồng. Bi hồng lên với em hả, bi đi. Hồng. Nó bông vàng mà. Bông vàng. Ừ mình thích hỏi đẹp mà. Đẹp 2 nè. Nè. Qua đây mà chưa thuộc mã đồ nữa. Để gì đó chơi. Bây giờ không có để ý ra chuyện rồi ghê. Hôm qua chốt lấy lộn lấy bộ đồ gì cái mẻ beo đỏ của người ta bỏ vô cái bộ, cái bộ gì, bộ giả váy, bỏ vô cái bộ giả váy, bộ caro em bó tay chị bông vàng hai. Chốt em bộ này nha cả nhà, lên giúp em bộ này là bộ bi hồng. Chốt em bộ bi hồng đây, bộ mã sọc này, sọc này em còn được có size số 1 không à cả nhà. Lộn là chuyện bình thường, đâu phải thần thánh, không lộn mà la mà hai cái lô không có liên quan gì tới nhau hết trơn á. Bông vàng năm, cái dạ váy một cái cách tân, lâu lâu có lót không kịp thôi. Đẹp hai chén Ngô Tâm có rồi, chén Ngô Tâm ơi, đẹp hai là cái bộ cách tân này nè em lấy cho chị rồi. Lên giúp em mã này là mã sọc cả nhà, mã sọc xanh này em còn được size số 1 và size số 6. Sọc xanh này em chỉ còn 1 với 6 thôi cả nhà, chốt em nha, sọc xanh. Rồi bi đen, bộ bi đen này đẹp nè mấy chị. Bi đen này ở ngoài á mấy chị nhìn nó không có ô vuông như thế này đâu các chị. Ở ngoài nó không nhìn, không có ô vuông, nhìn không có bi, không có thấy rõ bằng ở trên hình nha, không có thấy rõ như trên live. Lên với em bộ bi đen. Chốt em mã bi đen nha các chị, bi đen rất là đẹp luôn. Rồi mã này lên giúp em mã vàng này đẹp nè cả nhà. Vàng này hiện tại em chỉ còn được 145. 145 thôi. Lên giúp em mã vàng, vàng em còn được size 1, size 4 và size 5. Lên giúp em mã vàng. 145 lên giúp em mã vàng đi cả nhà, mã vàng. Nè cái chị chốt cái bộ nhí xanh này đẹp nè. Cái bộ nhí xanh này mặt trắng da lắm á. Đẹp lắm. Nhí xanh, chốt em mã nhí xanh nha. Nhí xanh em còn được 2 3 4 6. Nhí xanh em còn được 2, 3, 4, 6. Cái chị đẹp chốt em mã nhí xanh. Giá 110 ngàn một bộ cách tân em đang mặc. Rồi cuối cùng là bộ caro. Caro rất là đẹp luôn. Caro em còn được size số 1. À caro còn được 2, 3 2, 3, 5, 6. Caro em còn được 2, 3, 5, 6. Nhí xanh 3 em chốt cho chị Nga Hồng là em hết nhí xanh 3 nè. Vàng 4 cho chị Trang Nhã. Ok chứ Trang Nhã. Giả váy còn đỏ 3 không em, giả hết là chị Du Hồng ơi. Giả váy size 3 hiện tại em chỉ còn được mã sơn thủy, mã đẹp và mã da thôi. Nhí xanh size số 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Vân. Nhí xanh 2 cho chế Ngô Tâm. Caro cả nhà, Caro 3 em chốt cho chế Nga Hồng. Ok chế Nga Hồng. Cái caro của cái này nó đẹp lắm mấy chị. Cái caro của cái vải thun lỗ này nó rất là đẹp nha, nó phối cái màu đẹp lắm. Lên cái caro nào các chị nhìn ở ngoài các chị cũng ưng hết trơn. Lên giúp em mã caro để em mặc thử cái caro cho các chị xem. Caro là em còn được 2 3 5 6.
Rồi chốt em mã caro ha. Em còn được 2, 3, 5, 6 cái chị đẹp chốt em mã caro. Rất là đẹp luôn. Caro em còn được 2, 3, 5, 6 cái chị đẹp chốt em mã caro. Chốt em mã caro với cái chị caro. Đẹp quá đẹp. $110 một bộ cả nhà. Bộ cách tân chất thun lỗ bi hồng cả nhà ơi, bi hồng. Bi hồng kèm size giúp em luôn, chốt em mã bi hồng. Bi hồng 3 em chốt cho chiếc Nga hồng. Ok chiếc Nga hồng. Rồi lên giúp em mã bi hồng. Rất là đẹp luôn. Bi hồng kèm size giúp em ha. Rất là đẹp. Chốt em mã bi hồng đi các chị. Bi hồng. Bi hồng 3 cho cái trang nhã luôn. Rồi chốt em bi hồng á chị. Bi hồng. Bi hồng 2 em chốt cho chế danh dương. Chốt em bộ vàng. Vàng em còn được 1, 3, 1, 4 chứ 1, 4, 5. Mã vàng em còn được size 1, size 4 và size 5. Cái này hết size 3, cái chị có thể lấy lên size 4 được ha. Tại cái form cách tân này nó không có, nó không có bự nha cả nhà. 58kg là phải mặc size 3 nha chị, hoặc size 2 không có vừa nha. 58kg là phải cao 1m55 trở lên. 58kg là không thể nào mặc size 2 được. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng nha cả nhà. Em 1m58, em nặng 50kg, em mặc size 1 là các chị thấy nó đã vừa rồi. Size 2 là em mặc nó chỉ rộng rãi tí xíu thôi. Size 2 là 55kg trở lại, 55-56kg đến 60kg thì phải mặc size 3 dùm em. Lên giúp dùm em bộ em đang mặc nha, mã vàng. Vàng em còn được 1, 4, 5. 55kg cho em chiều cao đi chị Dương Phượng. Mấy chị muốn cân nặng chiều cao chính xác thì phải, muốn canh size chính xác thì phải cho cân nặng kèm chiều cao. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc nha cả nhà. Lên giúp giùm em bộ em đang mặc là mã vàng. Vàng hiện tại em còn được 1, 4, 5. Nhí xanh em còn được 2, 4, 6. Một mét 58, 58kg là mặc size số 3. Không có mặc size 2 được chị. Này em mặc size số 2 nè, em 50kg em mặc size số 2 nè, nó chỉ thoải mái có một tí xíu thôi nha. Lên giúp em mã này là mã nhí xanh. Nhí xanh em còn được size 2, size 4 và size 6, 2, 4, 6 cho mã nhí xanh. Nhí xanh em còn được size 2, size 4 và size 6, lên giúp em mã nhí xanh nha, cái chị rất là đẹp luôn. Nhí xanh 4 em chốt cho chị Điện Tèo. Cái chị hết size thì cái chị chỉ lên size thôi chứ không có xuống size được nha. Xuống size cái chị mặc không vừa. Mét 58, 55kg thì mặc size số 2 chị. Gọn người thì mặc size số 2.
Lên giúp em mã này mã bi đen. Bi đen em còn được size 1, size 2, size 4 và size 6. 1, 2, 4, 6 cho mã bi đen. Ống suông em không có còn hàng. Em không có ống suông chị Gia Minh. 1 là ống đứng, 2 là ống rộng, 3 là giỏ váy. Mấy chị hỏi em là cái mã ống suông là em không có hiểu là ý mấy chị muốn mua nó là sao. Em cứ lên hàng đi, mấy chị ưng cái mẫu nào mấy chị chốt. Bi đen em còn được 1, 2, 4, 6. Ống rộng em không có còn hàng chị. Lên giúp dùm em bộ em đang mặc nha cả nhà. Chốt em bộ bi đen. Bi đen này em còn được size số 1, size số 2, size số 4 và size số 6. 1, 2, 4, 6 ha. Lên giúp em bộ bi đen. Mã sọc này còn size 1 với lại là size 6 thôi mà em khỏi mặc thôi. Bi hồng size số 3 cho chị Diệu Hằng. 110 ngàn một bộ như chị xuyên đòn thôi. Ống bát em không có chị. Ống bát em hết nè. Sắp tới em sẽ ra cho cái chị một cái lô cấp tân ống bát, nhưng mà phải đợi giải về mới cắt được. Chị hai đi hồng hết ba hả? Nè bộ này cuối nè. Rồi lên giúp chị em bộ này là mã đẹp. Đẹp em còn được size 1, size 4 và size 6. 146 cho mã đẹp. Đẹp em còn được 146. Bi đen size số 2 cho chị Ngô Tâm. Ống bát mấy chị chờ đi. Ống bát hiện tại em chưa có hàng. Mặc size số 2 nha chị Hà Trần. Lên với em mã đẹp đi cả nhà. Đẹp em còn được size 1, size 4 và size 6. Ủa 146 đúng rồi. Đẹp em còn được size 1, size 4 và size 6. Cả nhà chốt em mã đẹp nha. Mã đẹp. Chốt em mã đẹp cả nhà. Đẹp em còn được 146. Cái chị đẹp chốt em mã đẹp. Đẹp em hết size của chị nha. Chị Dương Phượng nha. Em tư vấn cho mình rồi, mình gọn người thì mình lấy size số 2. Còn nếu như mà bộ này mà chị thấy mình tròn người, có bụng nhiều thì mình lên size số 3 nha. Đẹp 4 cho chị Vân. Là em hết đẹp 4. Chị già vỏ lại sau nữa rồi. Chị già vỏ rồi. Từ hồi trưa giờ chế cứ sao. Nhí vàng em còn được 1, 3, 4. Nhí vàng em còn được 1, 3, 4 cả nhà. Nhí vàng. Bi đen xe số 6. Đẹp 6 cho chị Nguyễn Thu. Bi đen 6 với đẹp 6 cho chị Nguyễn Thu. Ok chị Nguyễn Thu. Rồi bộ nhí vàng, nhí hồng chứ. Cái bộ này bộ nhí hồng em xin lỗi. Nhí hồng em còn được 1, 3, 4. Nhí hồng 3 cho chị Dương Phượng. Nhí hồng 3 em chốt cho chị Dương Phượng là em hết nhí hồng 3 nè. Em còn được nhí hồng là hiện tại em còn được 1-4. 1-4 nhí hồng. Đẹp lắm luôn á các chị. Cái nền của nó là nền màu hồng nha. Lên cái bông màu vàng. Cái này bên giỏ váy em gọi nó là nhí vàng. Bên cách tân em gọi nó là nhí hồng để em phân biệt hai mẫu ra. Để em phân biệt hai mẫu ra cho cả nhà mình. Rồi lên giúp em bộ em đang mặc đi các chị. Lên giúp em bộ em đang mặc là mã nhí hồng. Rồi em hết nha. Cấp tân em hết rồi đó. Cấp tân có nhiều họa tiết đây nè. Rồi em lên cho cái chị áo và ba cấp tân đi cả nha. Áo và ba cấp tân tay le cổ nữ hoàng đi. Giờ chỉ có cái lô đó là nó còn đầy đủ. Còn tương đối đầy đủ size tại em mới về. Còn mấy cái kia là bây giờ nó còn lẻ bông lẻ size không. Còn không có đủ size. Với lại mấy cái đó em like rồi. Có cái lô này là lô mới về. Em lên cho mấy chị. Nhí hồng 4 cho cô Báo Ngô. Còn 2. Ok nhí hồng 4 cho cô Báo Ngô. Không còn nha cô.
tùy là cấp. Nói chị tự thấy đi chứ. 110.000 một bộ nha cô. Đơn của chị Nguyễn Thị Vân đi đơn luôn. Ok chị. Có bộ cổ vest quần ống đứng à. Quần ống đứng xuông xuông á, mà nãy em lên đầu like mấy chị không chốt em qua. Có chị nào muốn lên coi cổ vest thì nói em lên cổ vest. 110.000. Rồi không thì em lên cái bộ này. Áo này đi cả nhà, áo này đẹp nè các chị. Cái này là nào? Đó là cái bộ cổ vest nãy giờ like đó chị. Rồi ba là nào? Rồi ba nằm sát trong góc đó. Đúng rồi. Đưa ba cái đó cho em anh, ba cái đó là cái lô khác. Cái này là xe số 3. Bà ba bộ em chưa có hàng chị Linh Thái. Dạ váy size số 3 em chỉ còn có 3 họa tiết này thôi chị. Mã da, mã đẹp và mã sơn thủy. Còn 3 họa tiết này thôi nha chị Du Hồng. Rồi em lên tiếp cho các chị cái áo này ha. Áo này là áo cấp tân nha mấy chị ơi. Áo cấp tân ha, cổ nữ hoàng tay len. Em chất liệu vải cũng là thun lỗ luôn. Em đang mặc mã này, cái chị lên giúp giùm em là mã vàng. Mã vàng này là cái bông của nó như bông lúa vậy đó mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Lên giúp em mã vàng. Mã này cái chị lên giúp giùm em là mã đỏ nâu. Cái này lên giúp giùm em là đỏ nâu. Mã này mã đỏ nâu giúp em nha, đỏ nâu. Rồi cái này lên giúp giùm em là mã bướm. Chốt em mã bướm. Bướm này còn có 1 cái một à. Size 4, 60-65kg mặc vừa. Chốt em mã bướm. Rồi mã này lên giúp em là mã cam. Chốt em mã cam, cái chị cam 75.000 áo nha, cái chị quần em đang mặc là 70.000 một quần. Chốt em mã đẹp. Lên giúp em mã đẹp. Rồi mã này chốt em mã ngọc. Ngọc rất là đẹp luôn, lên giúp em mã ngọc. Ngói. Ngói nghe cả nhà rất là đẹp luôn. Lấy cho em rút cho em cái nhí xanh đây nè, còn xe máy vậy. Cái bông nhí đó. Chốt em mã này mã ngói nha cả nhà, mã ngói. Đẹp quá đẹp luôn các chị. Đây nhận đây là cái đó không chị? Đó đó. Chớ em bộ này là bộ nhí ngọc. Cái áo này mà mã nhí ngọc, chị nào thích bông nhí thì lấy cái này. Tương tác mấy chơi ơi, mấy chơi nó đó. Hả? Nó đó, nãy giờ chị sắp ra chị nhìn bông chị không biết à. Không nhìn, không bông thì ta nhìn đi, cái gì cũng hỏi hết trơn hết trời. Đây phụ lai chị. Biết đậu có thiệt đâu. Cái cục một cục đó là chị thấy là nó nhìn như cái cùi.
chị lên chị like đi, em rút bên cho. Tương tác lên giúp em cả nhà ơi, cả nhà không coi nữa em up like nha cả nhà. Đó, chắc rồi, mày like hết cái dòng đi mày. Mấy chị em gú chân rồi, up cái like này đi chút xíu lên lại. Like này nó bị đơ rồi. Chút xíu lên lại, lên lên cái mẫu này đầu tiên ha mấy chị. Từ 9 giờ rồi. Các chị ơi, các chị tương tác lên giúp em đi. Chị có coi cái bộ cách cái bộ áo cái này nữa không? Cổ nữ hoàng tay le rất là đẹp luôn nè. Các chị mặc đẹp lắm luôn á. Nha, cái này các chị mặc đi lễ đi chùa đều là ok hết nha. Cái áo vàng, cái áo mã vàng này các chị có quần màu trắng hoặc quần màu vàng các chị mặc rất là đẹp luôn. Ở nhà mình có mua bộ nào mà quần bộ bà ba nào mà có cái màu bộ màu vàng mà có cái quần màu vàng đó về các chị kết hợp các chị mặc nguyên bộ này đẹp lắm, vừa trẻ vừa đẹp nữa. Vàng 3 với nhí xanh 3 cho chị Diệu Hằng. Vàng 2 là chị lấy áo ở trên live, em chốt áo trước nha chị Danh Dương ơi. Ngày mai chị có muốn lấy quần đen giống như em mặc đó thì chị nói với bạn chốt đơn lấy giùm em nhé. Nhiều 75.000 một áo, nhí ngọc với ngói size 3 em chốt cho chế Kim Chi Quỳnh. Để coi ngói 3 còn không nha chế Kim Chi Quỳnh nha. Mã vàng size số 2 em chốt cho chế Băng Duyên. Cái áo em đang mặc nó giống như là cái bông lúa vậy lắm chị. Đúng rồi, mã ngói. Còn đó là mã cam nha. Thì đó. Em ở trên live em chốt áo trước, áo vàng size số 5. Áo vàng size số 5 em chốt cho chế Huyền Trần Hà. Ok chị. Cái áo vàng này là ở ngoài nó như cái bông lúa vậy đó mấy chị. Nó giống như cái bông lúa mà nó nở nở ra ha, giống như nó bung 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 ra, nó rất là đẹp luôn. Mã vàng này là nền xanh đen chứ không phải là nền đen. Trong cái lô này em có 10 bông nha, cái lô em mặc là nó có 10 bông mà hiện tại là nó hết. À còn cái mã hoa nữa. Còn cái mã hoa nữa hai cái bông bông đó hai. Đó. Cái cọc đó là size 4 hả? Đó, cái mã hoa đó, kế cái mã cam. Không. Cái bông kế cái cam với cái ngói đó, nó nằm giữa cái cam với cái ngói là cái mã hoa đó. Đúng rồi. Đây em còn cái mã hoa nữa nè cả nhà. Mã hoa hiện tại là em còn được size số 4. Rồi còn được size 4 không hả cả nhà? Còn duy nhất size số 4 đập xưởng. Đây, bảy bả. Ừ. Size 3. Này size 3 hả? Ừ. 4 còn không? Chị nhìn coi 4 còn không? Rồi vậy là mã hoa còn có size số 3, số 4. Số 3 với số 4, số 5. Rồi em còn được 3, 4, 5 thôi cả nhà. Mã hoa em còn được size 3, size 4 với size 5. Lên với em mã hoa. Cái vàng 3, nhí chân 3, nhí chân 3. Đó. Vàng 3 đó. Mã hoa em còn được size 3, size 4 và size 5 cả nhà. Chị Nguyễn Thị Vân ơi, à cái dạ cái gì quên, lạp xưởng. Lạp xưởng là em đang tạm hết nha chị ơi. Nếu mà chị mua thì ngày mốt em mới trả đơn cho chị được nha. Chiều ngày mai về, ngày mốt em trả đơn. Một cái vàng 3 em chốt cho chị Trúc Phương, ok chị Trúc Phương. Dạ đơn của chế Kim Chi Quỳnh đi đơn luôn khỏi gọi. Không, quần đen nó là giả thun lai dông chị. Thun lỗ nó không có màu. Thun lỗ nó chỉ có bông thôi chứ nó không có màu. Cái gì đi đơn luôn, Kim Trúc Quỳnh. Chị Kim Chi Quỳnh. Thun lỗ là chỉ có bông thôi, không có quần, ở quên không Quỳnh có màu nha. Quỳnh. Quỳnh là Quỳnh. Kim Chi Quỳnh. Ừ, đọc đúng. Áo em đang mặc mã này là mã vàng nha cả nhà, mã vàng. Đọc Quỳnh mà đọc Quỳnh. Cái áo này rất là đẹp nha cả nhà ơi.
áo này là cái chị mặc chị đi lễ đi chùa là đó, ok luôn nha. Chỉ là đi đơn luôn, bây giờ đặt lập xưởng là phải ghi nốt lại nha, ngày mai đi đó. Đơn của chị Nguyễn Thị Vân là ngày mốt em mới trả lập xưởng cho chị được nha, để mai dặn mấy bạn. Mã hoa đi cả nhà, mã hoa em còn được size 3, size 4 và size 5 nè. Ok chị, nào có lập xưởng là em đi đồ, em đi đơn đồ cho chị luôn. Mã hoa rất là đẹp luôn nè cả nhà, cả nhà chốt cho cái áo này đẹp lắm. Áo này cái chị mặc đi đi đâu cũng được nha, đi chơi đi lễ đi tiệc nha, đi lễ đi chùa đồ này kia là ok luôn nha cả nhà, rất là đẹp nha. Lên giúp em mã em đang mặc cả nhà, lên giúp giùm em là mã hoa. Hoa kèm size giúp em đi cả nhà, đẹp lắm luôn á, có 75 ngàn một áo rồi mấy chị. Cái chị đi may một cái áo tiền công tiền vải nha, tiền công may tiền vải chưa tính thời gian nữa. Là cái chị mua được 3 cái áo, 4 cái áo ở bên em luôn. Đúng rồi, Nhí Ngọc rồi đó. Đúng rồi. Là cái chị mua được 3 4 cái áo ở bên em luôn, cái chị mặc họ thích luôn á, chị rất là đẹp luôn. Có nhiều chị khách nhà em nói là đi may còn không có đẹp bằng mua hàng nhà em nữa đó. Đâu mấy chị nhà nào là khách mới cho chị mua thử rồi cái chị. Cái chị mua thử có đúng như những gì khách em bình luận không? Khỏi đi mai mấy chị ơi, bây giờ đi mai chờ đợi lâu lắm. Kiểu rồi này kia cũng hoa bông đồ cũng lựa cũng khó. Nhiều khi cái bông đó giải thì nhìn đẹp mà tới chừng lên đồ lại nó lại là không có duyên lắm nữa nha. Còn cái này là cái chị đẹp nhà em cứ nhìn em mặc đi, ưng cái bông nào chốt cái bông đó. Chị đâu Dương Phượng ơi, chị muốn dồn đơn thì chị nói với mấy bạn chốt đơn cho mình. Mới chị Nguyễn Thị Vân đã được rồi. Chị Dinh Dương nha, chị muốn dồn đơn hay gì thì chị nói với mấy bạn chốt. Chị gì đây, chị Dương Phượng. Nói với mấy bạn chốt đơn giùm em đi, mấy chị mấy bạn lưu lại. Để gọi không nghe máy rồi xong rồi mất công mấy bạn lại xả đơn ra. Không, em không có quần ống suông, em chỉ có quần ống rộng thôi. Còn mấy chị thích quần ống suông thì về mấy chị vuốt cái ống cho nó suông lại. Rồi lên giúp giùm em, mã em đang mặc là mã Nhí Ngọc nha cả nhà. Nhí Ngọc về ủi cái này lại giùm em nha. Ủi nó bị chéo nè. Lên giúp em Nhí Ngọc. Nhí Ngọc em còn từ size 2 nha mấy chị ơi. Từ size 2 đến size 6 giúp em nha. Chốt em mã Nhí Ngọc hết size 1 rồi. Rồi lên giúp giùm em là mã ngấu nha các chị, mã ngấu. Cái bà nãy giờ quên để 110 xong rồi chị ơi. Nghe chưa cho nó sửa lại. Chị Thùy Trang ơi, đơn của chị á, là chị kêu mấy bạn nhà em đi đơn rồi thì mấy bạn đã gửi rồi đó, thì chị chờ đi ha. Chị chờ khi nào mà tới thì bưu tá họ sẽ sắp xếp họ giao cho mình. Tại vì đơn á, thì nhiều khi có đơn đi chậm, có nhầm chuyến với chị, nhầm chuyến hàng. Nhầm chuyến đi chậm, nhầm chuyến nó đi nhanh. Thì nó trễ tầm 1-2 ngày thì mấy chị chờ giúp em đi chứ giờ mấy chị hỏi em cũng đâu biết đâu. Bữa nay chưa tới, để em ngày mai em hỏi vận chuyển chứ giờ em cũng không biết nữa. Thì đơn khi nào tới là bưu tá họ sẽ sắp xếp họ giao cho mình liền mấy chị. Đơn thì em nhắc mấy chị hoài, em nói hoài đó, cái đó là phụ thuộc bên vận chuyển nha. Chứ em đâu có chủ động được. Còn đơn hàng thì em đi càng sớm càng tốt, càng nói chung là đơn mà đi được là em đi chứ em đâu có giữ lại. Đi rồi đó nhưng mà do vận chuyển đó chị. Cái khâu vận chuyển nhiều khi mấy chị cũng biết đâu phải là nó cầm một cục hàng là chạy một cái e là tới ngay chỗ mấy chị liền đâu. Mấy chị mà ở ấp, ở xã là họ phải phân công nữa. Khi mà cái bưu cục, cái xe của bưu cục nó chở là nó chở đến cái bưu cục tổng là cái bưu cục của cái tỉnh á. Ví dụ mấy chị ở Tiền Giang nó phải vô cái bưu cục tỉnh là ngay thành phố Mỹ Tho. Nó trả hàng ở chỗ đó, từ thành phố Mỹ Tho mới phân về cho cái tuyến huyện nha. Rồi từ huyện mới phân về cho xã. Xã mới đưa lại cho mấy bạn bưu tá mới đi phát ra từng ấp nha. Nên là mấy chị nó cũng qua nhiều công đoạn lắm. Thì nhiều khi nó bị trục chặt ở một cái công đoạn nào đó. Thì đi đơn nó đi thôi, chậm tí xíu thì mấy chị chờ giùm em đi nha mấy chị. Chị chọn giúp giùm em đi chị Dương Phượng. Mình đã coi thấy cái mã đồ rồi. Rồi mình ưng cái nào thì mình bình luận giùm em đi. Em lấy cho chị chứ giờ chị kêu em là đồ bộ hồi nãy là đồ bộ nào nha. Rồi mã gì
mình chọn giúp giùm em đi cả nhà, đừng có làm khó em như vậy. Trời đất ơi, hàng em like trực tiếp, mình cứ chốt trực tiếp trên like, ưng bộ nào chốt bộ đó, không có kêu em lấy giùm. Cái sở thích của em, cái gu của em nó khác với cái gu của mấy chị. Ví dụ như em nhìn em thấy cái màu cam này đẹp, mà tại sao mấy chị không chốt? Tại vì mấy chị không thích nên mấy chị không chốt. Mấy chị thích cái màu khác, ví dụ mấy chị thích màu đỏ, màu trắng, màu gì đó nha. Hàng em đã like trực tiếp, tại sao em không nhận đơn qua điện thoại là như vậy đó mấy chị. Like trực tiếp dễ nha. Coi không kịp thì coi lại like chị nha. Chị coi không kịp thì ngày mai chị tua lại, sau khi em kết thúc cái like này chị tua lại live stream chị coi. Ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị nói các bạn lấy thêm cho chị, đọc đúng mã đồ, đúng kiểu, đúng giá tiền, mấy bạn nhà em sẽ lấy giùm cho. Chứ từ bộ hồi nãy nãy giờ em lên 3-4 mẫu luôn, em đâu biết chị lấy bộ hồi nãy là bộ nào đâu. Bà ba màu, bà ba màu áo lẻ ha, là gì chị? Bà ba màu áo lẻ em còn, nhưng mà tối nay em không có like áo bà ba màu. Rồi lên giúp giùm em làm mã ngói đi mấy chị. Mấy chị coi không kịp, mấy chị tua lại like, mấy chị coi giúp em đi mấy chị. Mấy chị chọn giúp em đi, đưa em chọn khó lắm. Mấy chị phải nhìn thấy cái bộ đồ, thấy cái họa tiết đó như thế nào. Em nó bị mấy lần chọn giùm cái đi tới cái chờ màu tối thui hoặc là màu sáng quá. Rồi không nhận hàng. Có nhiều chị vậy nè, vui lắm. Kêu mấy bạn nhà em lấy đồ giùm, mấy bạn nhà em từ chối. Không, em không có lấy giùm được chị ơi. Lấy cho chị đi, màu nào cũng được hết trơn á. Cái mấy bạn nhà em ha, xách cái điện thoại đi ra cái cục hàng á ngồi. Đọc, chị ơi cái bộ này là màu xanh nè, cái bộ này là màu đỏ nè. Cái hỏi sáng không em, tới không em? Không sáng không tới chị. Thôi chị lấy màu sáng sáng tí xíu đi, cái giới thiệu màu sáng cái nó. Thôi cái màu đó sáng quá chị không chịu đâu. Đó, mấy chị nhà em lại vậy đó. Bởi vậy giờ là không dám nhận giùm luôn. Ban đầu thì màu nào cũng được chứ, em lấy cho chị đi, lấy là chị nhận hả. À, mấy bạn nhà em cũng không có chịu lấy giùm, đem ra đọc cái hỏi chị thích màu sáng hay màu tối. Màu sáng sáng tí xíu đi em. À màu sáng bây giờ em có màu xanh nè, màu vàng nè. Em ví dụ nha, màu trắng đi. Thôi mấy màu đó sáng quá chị không thích đâu. Đó, mấy chế nhà em là chuyên gia vậy đó. Nên là kêu em lấy giùm là em không có lấy đâu nha. Còn giả váy nhí vàng size số 1 không em? Giả váy nhí vàng size số 1. Mấy cái còn bực. Giả váy hình như là nhí vàng em còn size số 2 hay sao? Còn size 2 chứ ơi, size 1 hết rồi. Size 1 còn cái chân thân thể đó. Bộ đồ 110. Bộ đồ 110.000. Cho em cái cọc size 3 đi hai, còn bộ gì vậy? Nó còn được hai họa tiết. Một bộ caro với bông vàng, chị lấy cái nào? Bộ 110, bây giờ em còn bộ caro với bộ bông vàng, chị lấy bộ nào? Chị và Dư Phượng. Đây. Với bi hồng. Không, bi hồng là size 2. Em nhớ còn có hai bộ này thôi. Cháu của cô là thợ may mà bộ tiền công 150k. Tự cô biết gì tới giờ có cô không có may nào mua rẻ hơn. Dạ đúng rồi đó cô Nga Trần. Bông vàng cho chế Dương Phượng. Ok chế Dương Phượng đó. Mấy chị phải nhìn thấy cái họa tiết mới được, chứ đưa em mà lấy giùm là bỏ tay đó chứ. Đúng rồi đó cô, đi mai một bộ đồ tiền công với tiền vải không chưa tính cái thời gian chờ đợi nữa nha. Rồi chạy tới chạy lui thử 2-3 lần mới lấy được bộ đồ về. Là bằng mua được 2 bộ đồ trên mạng, có khi mua được 3 bộ. Đây là mấy chị với mấy cô cứ mua đi, ưng bộ nào chốt. Ví dụ như về mà nó có hơi rộng tí xíu, hơi ôm tí xíu, mình chỉ cần chỉnh nhẹ thôi là mình mặc nó đã đẹp rồi nha. Đi mai cũng chỉnh hả mấy chị? Đi mai nhiều khi về cũng phải chỉnh tới chỉnh lui à. Rồi cháu em là mã ngọc nha. Bộ áo em mới cởi ra là mã ngọc. Lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Cháu em mã đẹp à.
Nhiều khi mấy chị đi may một bộ đồ tiền công với tiền vải mấy trăm ngàn á mấy chị. May về xong lấy bộ đồ về máng hoài trong tủ, mặc không có ưng ý, máng hoài trong tủ không bao giờ đụng tới, mà cô không dám bỏ luôn, tại vì nó mắc quá, bỏ tiếp. Lên giúp em mã đẹp nha cả nhà, mã đẹp. Áo em đang bận là giá 75.000 một áo nha chị Thuận Nguyên ơi. Quần là 70.000 một quần. Ở trên live em sẽ chốt áo trước cho các chị. Còn chị nào muốn lấy quần thì khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn áo á, mấy chị nói mấy bạn lấy quần giùm em. Quần là chất lai dông, áo là chất thun lỗ. Em đang mặc mã này là mã đẹp cả nhà, mã đẹp. Giải thun lỗ này lên form áo đẹp lắm mấy chị. Bông nó cũng đẹp nữa. Mặc nó lại mát nữa ha, mát và nhẹ. Đặc biệt là giá thành rất là mềm. Chốt em mãi em đang mặc à. Cổ nữ hoàng ha, cổ nữ hoàng tay le rất là đẹp luôn. Giá 75.000 một áo thôi. Họa tiết rất là đẹp luôn. Lên với em mã này là mã cam. Bây giờ mấy chị thợ may ở dưới quê là đi may gia công mấy cái này hết rồi mấy chị. Đi may gia công hoặc đi làm công ty hết rồi. Giờ may đồ cũng chậm đó. Hoặc là cũng may ra mẫu này kia để chân ở tại shop để bán. Lên giúp em mã này là mã cam nha cả nhà. Giúp em mã cam. Cam kèm size giúp em đi cả nhà. Giúp em mã cam. Rồi mã bướm này là em còn có một cái áo size 4 rồi nha. 60-65kg mặc dù chị nào thích, thích động vật, thích bướm, thích đẹp đó, thì lấy cái bộ bướm, áo bướm đó. Rồi chốt em mã này là mã đỏ, đỏ nâu. Đỏ nâu nha cả nhà, đỏ nâu. Chốt giúp em mã đỏ nâu. Lên giúp em đỏ nâu đi các chị, đỏ nâu. Đẹp năm cho chị Điện Tèo. Cái áo đỏ bông to kế cái áo vàng. Dạ. Đúng. Không phải à. Sao? Là mã đẹp đó. Em đang mặc là đỏ nâu. Như đỏ vậy nè. Sao quên gì mấy đó 110 mai kia rồi đó sửa đi nè. Chút chị sửa lên đi. Nhà kêu cũng không có nhớ rồi. Không nhớ. Còn chốt hết xài hết trời. Mã em đang mặc là mã đỏ nâu các chị. Rồi em up like ở đây luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live chiều mai nha các chị. Một đỏ nâu, một cam. Chị Thuận Nguyễn lấy xe máy gì chị Thuận Nguyễn ơi. Lạp xưởng nửa ký em vẫn chốt đơn nha chị ơi, nhưng mà lạp xưởng là ngày mai chiều tối ngày mai em mới có hàng cho mấy chị. Tại vì em đặt sáng, em đặt là sáng ngày mai là làm là còn sấy, nó sấy hết mấy tiếng đó, nên là chiều mới có. Chiều tầm khoảng 5-6 giờ em mới có, nên là sáng, nên là ngày mốt em mới trả đơn cho mấy chị đơn lạp xưởng. Chị Thuận Nguyễn kèm theo giúp giùm em cái size đi chị ơi. Một đỏ nâu với một cam. Chị muốn dồn đơn thì ngày mai chị nói với mấy bạn chốt đơn. Đơn tối nay em like em chỉ dồn được cho cái chị tới chiều ngày mốt nha. Tới chiều ngày mốt thì em không có dồn được thêm nữa. Nên mấy chị nói với mấy bạn chốt đơn để mấy bạn giữ lại. Sau 3kg là size 4. Một đỏ nâu với một cam. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live trưa mai nha cả nhà ơi. Chúc các chị ngủ ngon. Bye bye các chị. Đang mặt